mới có trái tuần trước à. Cái đâu ông chồng? Trên có trăng cho tao. Nửa trái bằng ngón tay út vậy đó. Vô tầm ăn. Trời ơi, này nó có cây bự chà bá này. Cái cây chởm nhưng mà trái nó nhỏ xíu à. Còn cái trái này á là bằng ngón tay út. Trời. Nhưng nó khác cái giống mà. Cũng y chang. Mày sao mày ghép được bên đó là ngon á. Cái lá y chang. Y chang nhưng mà cái trái của nó bự như vậy á. Rồi mày quay lên đi rồi tụi nhớ tình sao coi nó bự bằng cái gì. Vô tầm ăn. Trái này bự hả? Ừ. Trái này bự hả? Nữa nó lớn rồi nó bự rồi. Trời. Cái gì ông chồng chôn chứ hả? Ừ. Không phải chồng cậu sao? Tôi chồng chồng cái chân cái góc cao cũ. Ờ, ngay chân cái góc cao. Nửa trái đó bự rồi coi rồi, thấy hàm luôn. Vô tầm ăn. Bự như trái dâu tây hả? Dâu, dâu không phải, cái dâu kia là dâu khác. Ồ. Dâu thân gỗ rồi. Thấy gì đâu trời. Góc này ổng bán nhiêu góc? Này hả? Ổng có bán không? Cái góc này tính chân lên lên chậu đó mà cái góc bộ góc đẹp lắm. Ờ. Ủa ghế cũng đẹp nè. Thì bộ ghế đẹp đó, như đồ chân cái hồi giờ là đang cần cây cầm cái gì cho lên. Ờ phải rồi cái ghế. Cái ghế cái hình con gì á? Ghế của người ta nhưng mà ổng xinh hay ha. Tại y cho chứ tao không có muốn đâu. Cái trái nó lớn này nằm, nếu chăm sóc đủ á. Không phải như cây đó. Ờ, vô tầm ăn. Vô tầm Đà Lạt vậy. Ờ, chắc nó vậy đó. Đi không? Vô tầm mà Đà Lạt á nằm. Vô tầm Đà Lạt. Cái trái nó lớn nè. Lớn bằng ngón tay. Ờ đúng rồi đó. À, vậy hả? Mà mưa hổng y cho về cho mấy trái ha, nó chín ăn. Được. Rồi giờ nó mới này nó có trái rồi đó. Tao làm rượu dâu luôn á. Những ấy thì được. Đâu có chỗ đâu trồng. Nó nhân ra làm rượu dâu bán được. Ở trên kia nó có một chỗ bán. Năm nhân giống ra đi. Đất bên hông đó đâu. Không còn chỗ nào. Cắt cắt nhánh già là cắt nhánh cống sống à. Y nói vậy đó. Còn mình nhúng thuốc còn tốt nữa. Ủa trái dâu mình ăn mà nhúng thuốc mà sao được? Không phải nhúng thuốc mà trồng á. Chốt chiếc ra. Chắc dạ. Chiếc mà chừng nữa rồi. Wow, có khách. Khách đâu? Có khách 50. Có khách 50. Ủa sao là 1 giờ tới? Nó đi bằng cái gì? Đi xe đò. Sao đi với con nó hả? Hai má con hả? Con đi hả? Thằng kia không đưa về. Đưa về buổi chứ.